quý vị, Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền rằng Quốc hội là đại diện của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất. Nhưng khi nhìn vào cách các đại biểu được lựa chọn và cách vận hành của Quốc hội thì lại khác so với tuyên truyền. Để tìm hiểu thêm bản chất và vai trò của Quốc hội trong nền chính trị Việt Nam hiện tại, Đài Á Châu Tự Do tổ chức cuộc hội luận với 3 vị khách mời, gồm Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, cựu chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và luật sư Nguyễn Văn Đài, chủ tịch Hội Anh em Dân chủ. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, Quốc hội Việt Nam hiện đang tổ chức cái phiên họp thứ hai trong năm 2023, và trong cái thời gian vừa qua thì dư luận cả nước đã có rất là nhiều cái sự chú ý đến với các cái hoạt động của Quốc hội, từ cái việc đó là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho đến cái việc đó là hiện giờ các cái đại biểu đang họp ở Hà Nội và đưa ra rất là nhiều các cái bình luận đã khiến dư luận nhiều fan xôn xao. Thế thì các cái phiên họp Quốc hội cũng như là các cái vị đại biểu, thậm chí là cái sự tồn tại của Quốc hội thì nó có cái vai trò cũng như là tác dụng như thế nào đối với cái nền chính trị Việt Nam, cũng như đặc biệt đó là đối với cái nhu cầu thực tế của xã hội. Chúng ta biết được rằng đại biểu Quốc hội là những cái người trên danh nghĩa là đại diện của nhân dân, và như vậy có nghĩa rằng là những cái vị đại biểu này phải là những cái người mà nắm được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân và phản ánh được những cái tâm tư nguyện vọng đó ở cái nghị trường Quốc hội. Thế nhưng mà hiện những cái người này có đang làm tròn cái bổn phận của mình hay không thì còn là cái dấu hỏi. Dạ vâng, kính thưa cả ba vị, thì trước hết Trường Sơn muốn hỏi ba vị đó là cái hoạt động gần nhất mà Quốc hội Việt Nam thực hiện mà gây ra được cái sự chú ý của dư luận đó, đó là cái hoạt động đó là lấy phiếu tín nhiệm. Chúng ta cần phải nhấn mạnh đó là lấy phiếu chứ không phải bỏ phiếu, bởi vì theo luật ở Việt Nam đó, lấy phiếu tức là một cái thực hành mang cái tính định kỳ và nó không có cái tác dụng đó là để phế truất ai đó. Còn một khi mà đã dùng cái từ đó là bỏ phiếu tín nhiệm thì tức là cái người, cái đối tượng mà các đại biểu đang bỏ phiếu đây là sẽ đứng trước cái nguy cơ đó là mất việc nếu không có được đủ các cái số phiếu tín nhiệm. Thế thì trước những cái định nghĩa hết sức là rối rắm như vậy đó, cũng như là bản chất của cái việc lấy phiếu tín nhiệm đó, thì không biết là ba vị có thể đưa ra cái bình luận về cái hoạt động này, thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Quang A có thể cho ý kiến trước được không ạ? Vâng, cảm ơn anh Trần Sơn và xin chào quý vị khán giả. Thứ nhất ấy, là khi mà nói đến hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói chung và những cái chuyện mà lấy phiếu tín nhiệm ấy, thì chúng ta phải nhớ rằng bây giờ là chúng ta nói chuyện về một cái quốc hội rất cụ thể là Quốc hội Việt Nam. Nó không có giống bất kể một quốc hội trên thế giới cả. Cho nên là cái việc mà gọi là lấy phiếu tín nhiệm cũng là một cái cách ở Việt Nam người ta luôn luôn cái này làm những việc có vẻ như là giống thế giới nhưng mà thực sự là khác xa một trời một vực. Cho nên cái việc mà lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội thì thực sự là cũng đã xảy ra nhiều năm rồi chứ không phải là mới đấy. Cũng như cái việc mà gọi là bầu quốc hội hay là ứng cử vào quốc hội nó xảy ra lâu lắm rồi, nghe có vẻ nó giống ở các nơi khác lắm nhưng mà thực chất thì nó không phải như vậy. Cho nên là cái việc mà gọi là lấy phiếu tín nhiệm nó là một cái trò chơi để người ta diễn cho người dân cũng như là cho các cái tổ chức quốc tế hay là bạn bè quốc tế đấy rằng chỗ chúng tôi cũng 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 giống các vị đấy, cũng làm hoạt động từ quốc hội rất là suôn sẻ, nhưng mà thực không phải là như vậy, bởi vì không có cái chuyện mà gọi là lấy phiếu tín nhiệm mà lại có mức tức là gì tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, tín nhiệm vừa vừa đại khái tức là gì, là cuối cùng là ông nào cũng có tín nhiệm cả, thì khác nhau mỗi cái mức độ cao hay là vừa phải hay là thấp mà thôi. Và thực sự cái chuyện ở Việt Nam tức là dùng cùng một hành động hay là cùng một từ
cùng một từ thôi nhưng mà với ý nghĩa hoàn toàn khác, thì tôi nghĩ đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, là cái chuyện người ta dùng khái niệm cũng khác, rồi cái từ ngữ cũng lại khác, và nghe có vẻ giống với từ ngữ chung của thế giới nhưng mà thực sự nó là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Và cái việc mà dùng từ đấy, dùng cái cách làm đấy, nó có cái mục đích rất là quan trọng của họ để cho người đời thấy rằng à, chúng tôi cũng là thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là thế mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Không biết là tiến sĩ Lê Minh Nguyên thì có cái bình luận thế nào thưa ông? Bởi vì ông là người sinh sống ở Hoa Kỳ đúng không ạ? Và rõ ràng là Hoa Kỳ có một cái nền chính trị rất là khác so với Việt Nam. Và cụ thể trong cái trường hợp này đó là Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Việt Nam có cái cách vận hành hết sức là khác nhau. Thế thì khi mà ông quan sát cái cách mà Quốc hội Việt Nam làm việc trong cái thời gian vừa rồi, nhất là cái hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đấy, thì không biết là từ xa khi mà quan sát như vậy thì ông có cái đánh giá như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn Trường Sơn. Kính thưa quý vị, thì ai cũng biết là cái quốc hội ở trong chế độ cộng sản nó là rubber stamp, tức là con dấu đóng mộc. Và cái vấn đề lấy phiếu tín nhiệm này, khi mà nó đặt ra cái vấn đề này từ trước tới nay thì nó là như anh Nguyễn Quang A vừa nói, nó là một cái trò chơi. Mà cái trò chơi này là ngoài mặt, ở bên ngoài công luận của quần chúng cũng như thế giới là cho thấy rằng là nó có một cái sự mà quyết định của các đại biểu trong cái vấn đề mà tín nhiệm những cái vị đương tại chức, nhưng mà thật sự của nó theo cái nhìn của tôi từ xa và theo dõi thì đó là một cái sự chuẩn bị dư luận đặng cho những phe phái trong nội bộ họ đấm đá nhau để tranh chức, nhất là trong cái đại hội kỳ tới là ai sẽ là nắm những cái vai trò chủ chốt, thí dụ như tổng bí thư chẳng hạn. Ở quốc hội thì khi mà lấy phiếu tín nhiệm thì dĩ nhiên tín nhiệm ở những người giữ trong chức vụ của chính phủ chứ không phải chức vụ đảng, thành ra do đó những người chức vụ đảng là không có phiếu tín nhiệm, đó là cái chuyện của ban chấp hành trung ương. Nhưng mà ở chính phủ thì trong cái vấn đề lấy phiếu tín nhiệm vừa qua thì nó làm cho tôi có một cái cảm tưởng là một cái sự chuẩn bị dư luận để mà tìm cách là coi như là đây là cái sự tranh chấp quyền lực giữa ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội và ông Phạm Minh Chính là thủ tướng. Và qua cái phiếu tín nhiệm này thì chúng ta thấy cái tín nhiệm, gọi là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, nó có ba mức đánh giá như anh Nguyễn Quang Ai vừa nói. Thì chúng ta thấy rằng ông Vương Đình Huệ là tín nhiệm rất là cao mà so với là ông Phạm Minh Chính là tín nhiệm thấp. Thành ra do đó tôi nghĩ đây là một cái sự chuẩn bị dư luận để mà giữa những cái phe phái trong đảng họ tranh chấp quyền lực và họ coi như là họ có thể tạo một cái tư thế danh chánh ngôn thuận để mà họ nắm những cái quyền lực, những cái phe mạnh nắm được cái quyền lực mà nó là không bị những cái phản ứng mà bất lợi từ dư luận, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn ông. Tức là tiến sĩ Nguyễn Quang A thì cho rằng đây là một cái trò chơi và nó mang cái tính biểu diễn để cho dư luận trong nước cũng như là thế giới biết, thấy được rằng đó là à, Việt Nam cũng có cái hoạt động đó là lấy phiếu tín nhiệm giống như là các nước khác để thể hiện cái việc đó ở Quốc hội đúng không ạ, là cái cơ quan giám sát. Còn tiến sĩ Lê Minh Nguyên thì lại cho rằng đây là một cái cơ hội để mà các cái lãnh đạo chủ chốt của đảng thể hiện cái uy tín của họ và mục đích cuối cùng đó là để giành phiếu cho cái đại hội sắp tới. Thế còn luật sư Nguyễn Văn Đài thì sao ạ? Luật sư Nguyễn Văn Đài là người cũng theo dõi rất là sát sao tình hình chính trị ở trong nước, thì không biết là ông về mặt quan điểm cá nhân thì ông đánh giá như thế nào về cái hoạt động này thưa ông? Vâng, thì trước hết chúng ta phải làm rõ so sánh một chút giữa cái hai hệ thống chính trị, giữa chế độ độc đảng với lại một chế độ dân chủ ở đảng. Thì ở trong chế độ dân chủ ở đảng ấy thì họ theo hệ thống tam quyền phân lập, tức là hệ thống cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, thì cả ba cơ quan này họ bình đẳng và giám sát lẫn nhau. Đứng bên trên của ba cơ quan này ấy, nó là hiến pháp và pháp luật. Thì ở trong chế độ cộng sản Việt Nam ấy thì họ cũng có ba cơ quan, hệ thống là hệ thống cơ quan tư pháp,
cơ quan lập pháp của Quốc hội và cơ quan chính phủ là hành pháp. Nhưng mà đứng trên của cả ba cơ quan này ấy, nó không phải là hiến pháp và pháp luật, mà nó đứng trên ba cơ quan này ấy, nó là gọi là ban chấp hành trung ương đảng, trong đó có các ủy viên bộ chính trị và ban bí thư, là họ đứng bên trên đó để họ kiểm soát. Cho nên họ coi ấy, cơ quan quốc hội hay là chính phủ hay là hệ thống cơ quan tư pháp ấy, nó là công cụ để giúp cho đảng cộng sản Việt Nam cai trị đất nước và người dân. Cho nên mọi hoạt động diễn ra trong quốc hội ấy, thì nó chỉ là cái mục đích chính trị của đảng thôi, tức là việc lấy phiếu tín nhiệm đấy. Nó có hai lý do, một là lừa dối người dân, là ở cơ quan quốc hội cũng là cơ quan đại diện của dân, rồi đến cái định kỳ nhất định nào đó thì họ cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để xem là các cái đại biểu quốc hội là đại diện cho dân ấy, sẽ tín nhiệm những cái quan chức mà được quốc hội bầu như thế nào. Cái điểm thứ hai ấy, như tiến sĩ Lê Minh Nguyên hay là tiến sĩ Quang Cao vừa nói ấy, nó là cái cuộc thăm dò trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi họ bắt bước vào cái nửa cuối của nhiệm kỳ, để họ bắt đầu cái quá trình mà tranh đua những cái ghế quyền lực cho cái đại hội lần thứ 14 sắp tới diễn ra vào đầu năm 2026. Đấy là như vậy. Ngoài ra thì tiếp theo ấy là trong các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, hay là trong các văn kiện ấy, họ thường nói ấy, là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Thì đáng lẽ ra gọi là đảng lãnh đạo thì người đứng đầu đảng là phải chịu trách nhiệm trước quốc hội và trước người dân. Thì như là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy, phải đưa, mặc dù ông không phải là cái chức danh do quốc hội Việt Nam bầu, nhưng bởi vì lúc nào họ cũng xưng nhận ấy, là đảng lãnh đạo, thì đáng lẽ ra là phải đưa ra quốc hội để mà người ta xem xét tín nhiệm lãnh đạo của người cao nhất của đảng đối với quốc hội, đối với chính phủ, đối với hệ thống quan tư pháp và đối với toàn thể xã hội như nào. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ thiết kế, họ né tránh, họ dùng luật là gì, chỉ những quan chức mà do quốc hội bầu mới được gọi là lấy phiếu tín nhiệm, còn những quan chức của đảng thì nằm bên ngoài hệ thống đó. Thì điều này nó là một sự bất công ngay trong chính nội bộ của đảng. Tại sao một cái người lúc nào cũng nắm toàn bộ quyền lực của đảng cũng như quyền lực của nhà nước, xã hội lại không phải chịu cái sự giám sát ủng hộ? Thì đây là một điều cực kỳ phi lý và điều chúng ta không chấp nhận được. Đã vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Đài nêu ra một cái chi tiết mà tôi thấy hết sức là thú vị, bởi vì ở Việt Nam rõ ràng chúng ta vẫn rất là thường xuyên được nghe cái câu đó là đảng lãnh đạo, đúng không ạ? Thì tức là người đứng đầu đảng thì đương nhiên sẽ là người có cái vai trò lãnh đạo cao nhất ở ở đất nước. Thế nhưng mà cái người này lại không phải là do quốc hội bầu, quốc hội là không có bầu ra tổng bí thư. Cho nên là đảng lãnh đạo nhưng mà quốc hội không bầu, mà quốc hội là về lý thuyết là đại diện của dân, thì tức là dân không có bầu. Và do đó thì quốc hội cũng không có quyền để mà đưa ra cái ý kiến về việc có tín nhiệm người đứng đầu đảng hay không. Thế mà về thực chất thì đảng, tức là người đứng đầu đảng là ông Tổng Bí Thư, vẫn là cái người mà về thực chất là lãnh đạo đất nước. Thì đây là cái điều luật sư Nguyễn Văn Đài vừa chỉ ra mà tôi thấy hết sức là thú vị. Thì rất là cảm ơn cả ba vị khách mời. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết một chút về cái việc đó là bầu chọn ra những cái người mà làm đại biểu quốc hội ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì quốc hội là có 500 thành viên, đúng không ạ? 500 vị đại biểu. Và mỗi một năm thì những cái người này về thủ đô để mà họp hai lần. Thì cái việc bầu chọn ra các cái đại biểu quốc hội ở Việt Nam đấy, thì không biết là ba vị có thể giải thích cũng như là phân tích cho các cái quý vị khán thính giả được biết đó là nó có cái sự khác biệt như thế nào hay không, và cái hệ quả của cái việc mà bầu chọn đại biểu quốc hội này nó là như thế nào. Thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, bản thân ông là người đã từng tham gia vào cái hoạt động đó là tự ứng cử, và cũng tham gia vào cái việc đó là tức là một phần của cái quá trình bầu chọn ra các cái đại biểu quốc hội ở Việt Nam đấy. Thì không biết là ông có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là thế thì thực chất ở Việt Nam các cái đại biểu quốc hội người ta được được chọn như thế nào, thưa thưa ông? Thực sự ở Việt Nam người dân họ tổng kết một cách rất là xúc tích về cái việc bầu cử quốc hội, là đảng cử dân bầu. Đảng cử tức là đảng chọn ra những người để cho dân gọi là cũng làm một cái việc là bỏ phiếu, nhưng mà chỉ bỏ phiếu chọn những người trong số những người mà đảng đã chọn ra. Và ngay cả trong số những người đảng đã chọn ra thì người ta cũng bởi vì cái chế độ hệ thống bầu cử Việt Nam là có, thí dụ ở một khu bầu cử có 5 người ứng cử,
thì chọn lấy ba, chứ không phải là chỉ mỗi khu vực chỉ chọn một. Và vì thế thì người ta có thể sắp xếp là cái người này sẽ đi cùng với những ai khác nữa và vào cái khu vực bầu cử nào, tức là toàn bộ cái quy trình đấy là nằm trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính vì thế cho nên là cái việc bầu cử cũng như là cái việc mà gọi là lấy phiếu tín nhiệm nó cũng là một cái trò diễn. Và thực sự tức là gì, là không có cái sự bầu cử thực sự của Quốc hội ở đây. Việc bầu cử nó là như thế, nó cái cách cử của người ta là họ phải đồng ý trước thì cái người mà dự định vào làm ứng cử viên ấy mới có thể lọt vào để trở thành ứng cử viên. Và nó có những cái thủ tục đi vào chi tiết thì tất cả mọi người ở nơi khác có thể thấy là rất là kỳ lạ, tức là phải có một quá trình người ta gọi là quá trình hiệp thương để chọn ra các cái ứng cử viên. Quá trình hiệp thương này nó cũng lại rất là phức tạp, là họp cử tri ở nơi làm việc, rồi ở nơi cư trú, xong rồi đến một cái pha tiếp là đến cái pha cuối cùng là họp, không phải không có họp gì cả mà là họ tự ngồi với nhau, họ gọi là cái khâu hiệp thương cuối cùng, và họ thích ai thì họ chọn những người đấy. Có những ông đã được rất là tín nhiệm ở cả hai cái khâu trước, nhưng mà lên đến nơi thì họ bảo không, nhưng mà ông này thì như vậy là tốt hơn, thì là ông ấy không nên tham gia, hoặc là ông khác thì nên tham gia. Tức là có nhìn bề ngoài có vẻ là rất là dân chủ, nhưng mà thực sự là không có một chút dân chủ nào cả. Và người dân có quyền trên giấy là có quyền tự do ứng cử, nhưng mà thực sự là không có tự do ứng cử. Và khi mà bỏ phiếu thì bỏ phiếu cho chính cái người mà tôi chọn, thế thì thực sự là về về mà bỏ phiếu đấy thực sự cũng lại là diễn mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Tức là tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa nói rằng là có cái ba vòng hiệp thương đúng không ạ? Tức là những cái người mà muốn trở thành ứng cử viên để cái tên của họ xuất hiện trong lá phiếu đấy, thì muốn cái tên của cái người đó được xuất hiện trong lá phiếu thì trước hết là phải đi qua ba cái vòng hiệp thương đúng không ạ? Cái vòng hiệp thương thứ nhất là nơi làm việc, tức là những cái người mà làm việc cùng người ta phải đồng ý, rồi xong đến vòng thứ hai là nơi sinh sống, tức là những cái người mà cử tri, tức là những người trên 18 tuổi ở địa phương người ta cũng lại phải đồng ý, để xong đến vòng thứ ba. Thì vòng thứ ba ở đây tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có thể nói kỹ hơn, đó là thế thì vòng thứ ba ở đây là do ai là người quyết định là một ứng cử viên có được đi tiếp hay không, thì cái quyền quyết định là do ai ạ? Thực sự tức là gì, là gọi là ba vòng hiệp thương. Ở cái vòng ở nơi làm việc thì có thể là tương đối là dân chủ hơn một chút, bởi vì cái chỗ đấy nó ít người và ai cũng biết. Nhưng mà ở nơi cư trú thì là cũng hoàn toàn là do Đảng Cộng sản trọng những người để đến để có ý kiến hay là để bỏ phiếu về một cái ứng viên nào đó. Thực sự đấy là có thể, nếu mà nói là đây là một cái cuộc gọi là đấu, chính xác hơn nếu mà người đó mà không được Đảng Cộng sản ưa thì người ta chọn những cái người đến họp, và những người đến họp ấy thực sự tức là làm một cuộc đấu tố đối với người kia, đối với người dự kiến ứng cử đấy. Và cuối cùng thì là bỏ phiếu để cho họ không 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 đủ phiếu tín nhiệm ở cái cấp dân cư.
Thế còn đến cái cấp cuối cùng là do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, mà ai cũng biết tức là gì, là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, và họ có độ khoảng 20 người gọi là hiệp thương, nhưng mà họ không bao giờ mời những cái người mà sẽ là hoặc là muốn là ứng viên ấy đến cả, tức là không có hiệp thương gì cả. Ngay cái từ hiệp thương đấy là hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì họ ngồi với nhau vài chục người, họ rà soát trong số mấy chục người ứng viên ấy, mà chỉ cần phải chọn ra 15 chẳng hạn, thì họ hoàn toàn họ tùy tiện họ loại 5 người khác ra một cách rất là vô tư, mà cũng chả cần có nêu một cái lý do gì cả. Tức là gì, là cái khâu cuối cùng là cái khâu mà 100% là nằm trong tay của Đảng. Ừ, Dạ, cái vâng. khâu đấy ở khu dân cư thì cũng gọi là 90% là nằm trong tay của Đảng, còn ở khu ở nơi làm việc ấy thì ít hơn, bởi vì nơi làm việc nó là một cái chỗ mà có khi là chỉ có vài trăm người, hoặc là có chỉ được 15 người, thì ai cũng biết ai ở đấy, và chỗ nơi làm việc thì can thiệp một cách thô bạo nó hơi kỳ. Dạ vâng, tức là đến cái vòng thứ hai, tức là hiệp thương ở khu dân cư đấy, thì những cái người gọi là tạm gọi là cử tri mà đến cái buổi hiệp thương đấy để mà bỏ phiếu xem là người ta có muốn cái người này trở thành ứng viên đại biểu quốc hội không đó, thì những cái người cử tri đấy là ai cũng có thể vào được, hay là những cái người đấy là cũng phải được sắp đặt từ trước, Không 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 thưa thưa không tiến không sĩ? không cái đấy là đều là phải được mời cả, tức là cũng À là mặt dạ. mặt trận họ mời chứ Dạ. không phải là ai ai vào, tức là không Dạ. có cái gì gọi là gì là bảo là ai vào cũng được, cho nên là không phải là các cử tri, đây là các cử tri được đảng chọn Dạ để đến vâng. dự cái cuộc đấy. Dạ vâng. Chứ tức là ví dụ trong trường hợp mà một cái cử tri mà sinh sống ở cái địa phương đấy, người ta muốn đi vào cái chỗ đấy để người ta bỏ phiếu xem là có muốn cái người này trở thành ứng viên đại biểu quốc hội đại diện cho cái địa phương đấy hay không, thì cũng không được nếu mà người đấy không được mời, đúng không ạ? Đúng rồi, tức Dạ, là dạ nhìn họ vâng. họ 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 làm rất là chặt chẽ Dạ. để đảm bảo rằng như vậy là không có thể có một phần ngàn hay là một phần triệu khả năng nào Dạ mà vâng. ngoài Dạ vâng. cái vòng kiểm soát của họ cả. Dạ vâng, thế còn cái vòng thứ ba đấy, có một cái chi tiết mà tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa tiết lộ mà tôi thấy hết sức là thú vị, đó là tuy gọi là hiệp thương nhưng mà bản thân cái ứng cử viên lại không được tham dự, đúng Đúng không rồi, đúng rồi. ạ? Rất là thú vị. Tức là ứng cử viên không được tham dự và cái quyết định hoàn toàn là do Mặt trận Tổ quốc, là một cái tổ chức của Đảng Cộng sản người ta đưa ra, tức là người nào được đi tiếp, người nào không được đi tiếp là do Mặt trận Tổ quốc quyết định, đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Công A rất là nhiều đã cung cấp những cái thông tin hết sức là chi tiết về cái việc đó là một người muốn trở thành ứng viên đại biểu quốc hội của Việt Nam thì phải trải qua những cái giai đoạn như thế nào. Dạ. Thế thì tiến sĩ Lê Minh Nguyên, ông là một cái người sinh sống ở một cái nước dân chủ đấy và có một cái cơ chế hoạt động rất là khác, thì ông có thể cho biết đó là thông qua những gì mà tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa nói đó, thì ông có thể cho biết là thế thì nó cái sự khác biệt như thế nào giữa một cái nước mà dân chủ so với một cái nước có Đảng Cộng sản lãnh đạo, trong cái việc đó là một ai đó muốn trở thành nghị sĩ quốc hội hay là đại biểu quốc hội đấy, thì cái sự khác biệt nó như thế nào, thưa ông? Vâng, cảm ơn anh Trường Sơn. Thưa quý vị, thì ở Mỹ là một cái chế độ dân chủ pháp trị, mà chế độ dân chủ của Mỹ thì nó dựa nhiều vào cái tinh thần thể thao. Tinh thần thể thao là tinh thần và phải có những cái đội mà đồng cân đồng đẳng mà đấu với nhau thì nó mới hấp dẫn. Chứ một đội mà mạnh quá, một đội dở quá mà đã đấu với nhau quá, thì chưa đấu người ta biết là kết quả rồi thì hết hấp dẫn. Thành ra do đó cái chính trị của Mỹ nó ngoài cái vấn đề tranh chấp quyền lực, nó còn là vấn đề là giải trí nữa, là vấn đề mà gọi là sôi động của giống như là một trận túc cầu World Cup hay là một trận football Super Bowl chẳng hạn, thì là nó rất là hồi hộp.
là người ta không biết cái kết quả là ai là thắng cuộc cho tới khi nào mà nó ủy ban tổ chức bầu cử tuyên bố chính thức đã kiểm soát hết phiếu rồi thì mới biết là ai đắc cử. Thì ở Mỹ thì muốn ra tranh cử thì ai cũng có thể ra tranh cử cũng được hết, là mình có thể người già, người trẻ, người lớn, người bé, hay là một cái người ở Âu Châu đã từng có những người gái điếm cũng ra tranh cử cũng 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 trở thành dân biểu được, là bởi vì có rất nhiều người bỏ phiếu thì trở thành dân biểu thôi. Thì bởi vì nó là cái quốc hội là đại diện cho cái bộ mặt của xã hội. Cái xã hội có những thành phần nào thì phải có đại diện nằm ở trong đó, đó là một cái xã hội thu nhỏ. Thành ra ở Mỹ, ví dụ mà mình ra tranh cử thì bởi vì với tinh thần là gọi là thể thao, thành ra nó có hai cái đội chánh. Ngoài hai đội chánh đó, nếu mà mình không ở trong một trong hai đội chánh thì mình có thể ra tranh cử độc lập, independent. Và ở tại thượng thượng viện Hoa Kỳ thì cũng có một số những nghị sĩ là độc lập, nó không có nằm trong cái đảng nào. Nhưng mà những nghị sĩ độc lập Hoa Kỳ thường thường thì họ bỏ phiếu bên phía dân chủ. Thì trở lại là cái vấn đề ở một nước thật sự mà tự do dân chủ thì ai cũng được quyền ra tranh cử. Cái vấn đề là cử tri có bỏ phiếu cho mình để mình đắc cử hay không thôi. Và vấn đề trên tranh cử nó có hai yếu tố lớn. Yếu tố thứ nhất là phiếu sẽ quyết định mình thắng hay thua, và thứ hai là tiền. Tiền để quyết định là mình có để mình quảng cáo trên những cái tivi truyền thanh, những cái cơ sở truyền tin hay không. Thì thường thường á, thì một cái kết quả người ta muốn có một cái sản phẩm tốt thì người ta phải tạo ra một cái tiến trình để làm ra cái sản phẩm đó. Tức là bước 1 phải làm như thế nào, bước 2 thế nào, bước 3 thế nào, bước 4 thế nào. Và những bước đó đều đúng hết thì cái sản phẩm đó tốt, cái sản phẩm nó sẽ hoàn hảo. Đó là người ta đi từ cái tiến trình để đi tới một cái sản phẩm hoàn hảo. Trong chế độ dân chủ cũng vậy, nhưng mà trong chế độ độc tài cộng sản thì như Nguyễn Quang A vừa trình bày, người ta đi từ cái kết quả rồi người ta mới làm ngược ra thành cái tiến trình. Tức là thay vì từ cái tiến trình mới đi ra kết quả thì ở đây là kết quả là ông này phải là đại biểu, ông này là đảng viên là phải là đại biểu, thì từ ông này là đảng viên đại biểu thì người ta mới làm ngược cái tiến trình để cho ông đó thành đại biểu. Thành ra cái là kết quả nó quyết định cái tiến trình, thành ra cái tiến trình đó nó không phải là một cái tiến trình nghiêm chỉnh. Mà có thể là bởi vì thí dụ tôi muốn làm một cái tôi muốn có cái nhà, tôi muốn có cái nhà, nhưng mà thay vì tôi mua đất, tôi làm nền, tôi đổ từng viên gạch, thì bây giờ tôi muốn có nhà mà cái ông đó ông có cái nhà, thì bây giờ tôi làm cái tiến trình để tôi lấy cái nhà của ông kia, chứ còn không phải là để tôi xây một cái nhà từ 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 A đến Z. Thì đó là cái cách mà trong chế độ cái độc tài cộng sản họ làm. Thì trong cái chế độ cộng sản mình đã thấy mình đất nước mình có khoảng khoảng 100 triệu dân, thì cái số đại biểu là 500, con số chính xác bây giờ là 499, vì trong đó có 485 là đảng viên đảng cộng sản, chỉ một 14 người là không phải đảng viên nhưng mà cũng là cái thành phần mà gọi là bù nhìn, chứ cũng không có thể mà có tiếng nói thực sự. Thì theo cái nhìn của tôi đó, thì với nước Mỹ thì chỉ có là cái quốc hội hạ viện chỉ có 435 dân biểu thôi, mà họ có tới 340 triệu người. Đó là trung bình là một dân biểu là đại diện khoảng 700.000 người. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì bây giờ mới quốc hội 500 người, nó rất là tốn kém mà lại không cái hiệu quả. Nó chỉ tốn tiền ngân sách của nhà nước, tức là tiền thuế của dân, nhưng mà nó tôi thấy là một cái talk shop để ngồi nói chuyện tầm phào, hay là để dùng làm những cái game, những cái trò chơi như anh Quang A vừa nói, hay là những cái trò diễn mà thôi. Thành ra do đó muốn gọi là muốn có một cái diễn biến hòa bình, mà giống như cái anh nhà báo Trương Quy Sang có nói là ông Trọng đang làm diễn biến hòa bình, thì chuyện đầu tiên là phải cải tổ cái quốc hội đó lại, là giờ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Ông đưa ra một cái so sánh hết sức là thú vị mà tôi xin được tóm tắt lại, đó là giữa Việt Nam và các nước dân chủ thì có vẻ như là cái tiến trình nó đi ngược nhau đúng không ạ? Ở Việt Nam thì người ta chọn ai trở thành đại biểu quốc hội trước, sau đó mới
đi cái đến cái việc bầu cử, tức là bầu cử chỉ là thủ tục thôi. Còn ở các nước dân chủ đó là bây giờ không biết ai, người ta phải bầu cử trước thì người nào thắng cuối cùng thì người đấy mới là dân biểu, tức là cái tiến trình nó đi ngược nhau như vậy. Thì luật sư Nguyễn Văn Đài, tại sao Đảng Cộng sản ở Việt Nam người ta lại phải làm mọi cách, tức là người ta phải thiết kế ra một cái quá trình hết sức là khắt khe như thế để mà đảm bảo rằng là những cái người được trở thành ứng viên đại biểu quốc hội đấy và cuối cùng là trở thành đại biểu quốc hội là phải là những cái người mà đảng chọn, thì không biết là tại sao người ta lại phải bỏ rất là nhiều công sức ra như vậy để mà đảm bảo rằng là tất cả những cái người mà trở thành đại biểu quốc hội là những cái người mà đúng ý những cái gì mà đảng muốn, thì tại sao người ta lại 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 làm như vậy, thưa thưa luật sư? Vâng, thì chúng ta đều biết rồi, trong cái ba hệ thống cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp ấy, thì quốc hội nó cũng chỉ là một trong những công cụ của đảng thôi. Nó đảm bảo là cái tính để phục vụ cho cái việc cai trị đất nước của đảng. Thế nên là người ta phải đảm bảo làm sao là cái tỷ lệ tuyệt đối ở trong hội đấy là phải tuân thủ theo ý chí của đảng. Tức là chúng ta biết rồi, trước khi mà họp quốc hội ấy, thì bao giờ ban chấp hành trung ương họ họp, họ ra nghị quyết tất cả cái gì đó, sau đấy họ chuyển sang quốc hội để mà cụ thể hóa những cái gọi là đường lối chính sách của đảng. Đấy, cho nên là quốc hội phải đảm bảo được cái sự lãnh đạo của đảng, cho nên họ mới làm như vậy. Thì tôi kể một chút, tôi là một trong người đầu tiên ra ứng cử quốc hội từ năm 1997 cơ, chứ còn trước tiến sĩ Đức Nguyễn Khoa rất là xa. Thì tôi chỉ một kể một chút về cái trải nghiệm thực tế của tôi, tức là giống như cái gì á, cái quy trình chọn ứng cử viên ấy, thì tiến sĩ các bạn đã nói rồi. Nhưng bản thân tôi ấy, thì lúc đó tôi ở Đức về, trước đó vài năm thì tôi cũng học theo cái cách bầu cử của Đức, là tôi cũng đi vận động cái cử tri ở khu vực mình cư trú ấy, để làm sao ấy, mình đạt được cái số phiếu đủ để có thể lọt vào cái vòng hiệp thương cuối cùng là vòng 3. Thì mẹ của luật sư Trần Quốc Hải đó, bây giờ bà vẫn còn sống đấy, bà là tổ trưởng dân phố, thì tôi đến vận động bà là người đầu tiên. Thì bà ấy, sau khi trình bày về cái mong muốn là ra ứng cử quốc hội và sẽ làm gì ấy, thì bà nghe bà rất thích, đầu cháu trẻ nói rất là hay đấy, nhưng mà cháu thông cảm, bác đã nhận chỉ thị từ trên rồi là sẽ không bỏ phiếu cho cháu. Thế nên là thì bây giờ thì tôi hỏi bác là bây giờ cháu phải làm như nào, thì cháu bảo là bác cứ bảo là không, cháu không có cách nào đâu, bởi vì là những cái cử những cái người mà sẽ được mời bỏ phiếu hôm tới này á, là đều được dặn trước rồi là sẽ không bỏ phiếu cho cháu. Thế nên là tôi cũng đành vui vẻ thôi, nhưng mà tôi cũng cố đi vận động một số những người biết là họ sẽ được mời, trong khu dân cư là những người trẻ tuổi khoảng hơn 10 người, thì họ cũng vui vẻ, họ nói là tôi được dặn rồi nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh. Đấy, thì kết quả cuối cùng ấy, là có 100 cử tri ở trong khu vực dân cư đi đi họp cái hội cử tri hôm đó. Thì trong khu vực của tôi là có ba ứng cử viên, một là ông Bộ trưởng Bộ Dục Trần Hồng Quân, hai là một cái anh bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế, và tôi là một ứng cử viên độc lập là luật sư. Thì cuối cùng ông Trần Hồng Quân là được số phiếu tuyệt đối 100%, cái anh bí thư đoàn trường kia được 67%, còn tôi chỉ được có 17 người trẻ tuổi, 11 người, 11%. Đấy là những người mình đi vận động trực tiếp, thì họ bỏ phiếu mình. Thì rõ ràng đấy là cái quy trình chọn như vậy á, là nó không có phù hợp. Cho nên là đây không phải là, nó có hai cái loại ứng cử viên, một loại là được đảng chọn ở trước rồi thì cơ quan bộ ngoan không can thiệp vào, nhưng mà đối với những ứng cử viên độc lập, ví dụ như tôi vào năm 1997 hay là tiến sĩ Nguyễn Văn A vào năm 2016 gì đó, thì lại do bộ công an quyết định cái việc mình có được vào hay không. Nếu bộ ngoan nó bật đèn xanh cho bên mặt trận tổ quốc đồng ý ấy, thì mình sẽ được, còn nếu như bộ ngoan nó không ấy, thì mình sẽ trượt. Đấy, nên là ứng cử viên độc lập thì do bộ công an nó quyết định, còn ứng cử viên khác thì do đảng nó chọn. Đấy là cái quy trình thế nào như vậy. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Rất là cái phần chia sẻ rất là thú vị, nhất là cái trải nghiệm của luật sư cũng là một người đã từng tham gia cái quá trình tự ứng cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam. Thì rõ ràng thông qua những cái gì mà cả ba vị vừa nói thì chúng ta nhận thấy rằng những cái tên xuất hiện trên lá phiếu thì đều là những cái tên mà đã được sàng lọc hết sức là kỹ càng, đúng không ạ? Và cái việc mà người dân dù có bầu cho ai đi chăng nữa thì đây đều là những cái người mà đảng đã chọn, cho nên là cái việc ai thắng thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì họ đều đã được sàng lọc kỹ càng rồi. Thế thì bây giờ tôi muốn đi đến cái chủ đề tiếp theo, đó là thế thì cái việc mà bầu chọn ra các cái đại biểu quốc hội ở Việt Nam thì nó là như vậy. Thế thì còn cái chức năng của quốc hội thì như thế nào? Chúng ta biết được rằng đó là ở trên thế giới thì cái vai trò chung của bất cứ một cái quốc hội nào do ở nước nào đi chăng nữa thì về lý thuyết đó là để xây dựng luật, đúng không ạ? Tức là quốc hội là cơ quan lập pháp.
Thế nhưng mà ở Việt Nam thì khi mà tìm hiểu đó thì tôi mới nhận ra một cái điều, đó là hầu hết luật ở Việt Nam lại không phải là do đại biểu Quốc hội soạn thảo, mà lại là do cơ quan nhà nước soạn thảo, và Quốc hội chỉ bỏ phiếu xem là có tán thành hay không thôi. Thế thì không biết là tại sao lại có cái hiện tượng này, và không hiểu là người ta làm thế để làm gì, tại tại sao Quốc hội bản thân các thành viên là đã được sàng lọc kỹ càng, Đảng Cộng sản đã làm mọi cách để mà đảm bảo rằng là Quốc hội tất cả các cái đại biểu đều là người của Đảng. Thế thì tại sao không để những cái người này người ta tự làm luật rồi tự thông qua đi, mà đến cả cái khâu làm luật họ cũng không được làm nữa, thì không biết là vì lý do tại sao lại như vậy, thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có thể cho ý kiến bình luận trước được không ạ? Thực sự là rất là dễ hiểu thôi. Nhỡ mà như vậy thì nhìn là trong quá trình sàng lọc ấy vẫn còn lọt được người nào đấy. Tôi nói ví dụ như là có những thời như là giáo sư Phan Đình Diệu cũng là ở trong đại biểu Quốc hội, và giáo sư Phan Đình Diệu đã có những tiếng nói rất là thẳng thắn. Hoặc là nhà văn Nguyên Ngọc cũng được cơ cấu vào đại biểu Quốc hội, và lúc đấy thì tuy rằng những người đấy có thể là thiểu số nhưng mà người ta có uy tín và có thể, tức là gì, là thuyết phục được những người khác thì sao. Cho nên ngay cả cái khả năng rất rất là nhỏ nhoi đấy cũng phải bịt lại, đảm bảo chắc chắn rằng Quốc hội trên giấy thì là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam, nhưng mà thực sự cũng không là cái cơ quan gì cả. Bởi vì như vậy thì tất cả các cuộc họp Quốc hội ở Việt Nam thì luôn luôn diễn ra sau một hội nghị trung ương nào đó của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái nghị quyết của cái hội nghị trung ương đó mới là cái quyết định. Còn Quốc hội thì dựa theo đấy rồi cứ thế mà làm. Tức là về mặt quyết định chính sách thì là ở trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn Quốc hội thì là giơ tay để biểu quyết, để cho người dân thấy đấy, à đấy là Quốc hội, là cái cơ quan mà mình bầu ra đã làm những cái luật này. Thực sự rất là nhìn luật là luôn luôn là do một cái nhóm người người soạn ra, các ủy ban hay là những cái chuyên viên hay là cơ quan nhà nước chuyển ra. Nhưng mà ngay cả cái chuyện mà gọi là gì, là gọi là quyết định ấy, thì cũng phải là quyết định sau khi mà đã có cái sự đồng ý, cái sự chuẩn bị trước của Đảng rồi. Để chúng ta nhìn một lần, thế là cách đây không lâu lắm, về cái dự luật gọi là các đặc khu kinh tế, nào là Vân Đồn rồi ở Khánh Hòa rồi Phú Quốc, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tức là chủ tịch Quốc hội, đã nói thẳng trên diễn đàn Quốc hội rằng cái này là như vậy là Bộ Chính trị đã thông qua rồi, thì như vậy là gì, là Quốc hội chúng ta nhất quyết là phải thông qua. Nhưng mà may cái thời đấy là gì, là người dân phản đối rất là kinh liệt, biểu tình khắp nơi, và cuối cùng tức là cái dự luật đấy bị dẹp đi, và cuộc biểu tình vẫn chưa chấm dứt. Đến mức là ông Nguyễn Phú Trọng ông phải tức lên, ông bảo là đã thôi rồi mà lại còn biểu tình gì nữa. Cái sự việc, cái hoạt động Quốc hội thực sự nó là như thế. Cho nên là nếu người dân Việt Nam mà không hiểu thật kỹ thì mình cứ tưởng, tức là mình sống trong một cái nền dân chủ rất là thật sự, rất là, chứ không phải là nền dân chủ tư sản như là bên Mỹ hoặc là bên các nước Tây Âu. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thì xin được hỏi tiến sĩ Lê Minh Nguyên, đó là bây giờ cái vai trò chúng ta thấy rằng của Quốc hội ở các cái nước
khác ở trên thế giới, nhất là các cái nước dân chủ đó, đấy là họ làm cái công việc đó, họ làm soạn thảo ra luật pháp đúng không ạ? Tức là những cái vị nghị sĩ, những cái vị đại biểu là những cái người mà người ta đứng ra, người ta tự soạn và tự đề xuất một cái luật, và sau đó thì toàn bộ quốc hội sẽ bỏ phiếu là xem có thông qua được hay không. Thế nhưng ở Việt Nam thì nó lại khác, đó là Việt Nam thì là các cơ quan của nhà nước và chính phủ người ta tự làm luật, và sau khi mà người ta đã làm xong luật rồi thì lúc bấy giờ để mới đến lượt quốc hội đó là biểu quyết là có thông qua hay không. Thế thì ông có thể cho biết đó là thế cái sự khác nhau như thế này thì để cái nó đưa ra cái hệ quả như thế nào thưa ông, với cái việc đó là một bên đó là quốc hội tự làm luật và một bên đó là quốc hội chỉ được cái vai trò đó là thông qua thôi, thế thì cái sự khác nhau như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như thế nào thưa ông? Cái sự khác nhau này nó dẫn đến cái hệ quả rất là coi như là tệ hại cho cái một cái hệ thống mà cái quốc hội mà không được làm luật mà chỉ được quyền thông qua. Tôi lấy điển hình ở Hoa Kỳ. Đây là một cái xứ tư bản mà nó nhớ tất cả tư bản là những con cá sà cá mập, là nó có thể nó lột da người dân mà nó sống, hay là nó hút từng giọt máu người dân mà nó sống, bởi vì cái bottom line, cái tận cùng là tiền. Cho nên ở xã hội Mỹ mà nó là dân chủ được, nó là người dân sống mà giàu có được là bị gì? Nhờ có dân chủ pháp trị. Với tư bản họ có rất là nhiều tiền, họ không sợ gì hết, họ chỉ sợ luật thôi. Họ không sợ một cái ông chính trị khách nào hết, một cái ông chính trị gia quyền lực nào hết, nhưng mà sợ lực. Những cái điểm điển hình nhỏ nhỏ thôi. Tôi lấy thí dụ như telephone, cellphone khi mới ra, thì một cái công ty điện thoại mà mình lấy một cái điện thoại từ cái hãng đó, thì nếu mà mình muốn không thích cái hãng đó, mình bỏ đi thì mình bị mất con số đó. Con số mình đừng rất thích, mình bị mất. Và cái người dân họ rất là khó chịu về cái chuyện đó, là họ không mang cái số đi được, thì họ mới đưa ý kiến đó, cái sự khó chịu họ lên những cái dân biểu, tức là những người họ bầu. Mà nên nhớ là ở xã hội Hoa Kỳ, những sự dân chủ là chánh quyền là của dân, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay đổi được, đó là cái quan trọng nhất. Người dân không thích thì người dân có thể tự họ thay đổi được. Thành ra đối với những cái vị dân cử, đối với họ ưu tiên số 1 là cử tri, là dân, chứ không phải là đảng, cũng không phải là một ông chính khách nào cả, mà là dân. Thành ra do đó mà khi mà người dân họ phản ứng thì mấy ông dân biểu phải ngồi làm luật để mà hạn chế những cái tư bản là người dân không thích cái hãng điện thoại này thì được quyền mang cái số của mình đi qua cái hãng khác. Thành ra do đó mà, hay là vấn đề thuốc men cũng vậy. Nếu mà không có luật thì thuốc nó sẽ đắt, rất là đắt, rồi bây giờ họ tìm cách hút máu mỡ, mà có luật thì họ không thể nào mà họ bán với giá đắt được. Thì trở lại là cái vấn đề, cái tư bản trong chế độ dân chủ pháp trị, nó được điều hành, nó được điều hòa, nó được khống chế bởi luật pháp, mà luật pháp đó là do ý chí của người dân mà ra. Nhưng mà trong chế độ như cộng sản hiện giờ, nó là cái tư bản hoang dã, tức là những tư bản đó đều là những gia đình, những thân nhân, những cái sân sau của những chính khách, của những cái ông mà bí thư hay là những ông ủy viên trung ương. Và do đó mà bên phía là chính quyền họ làm những cái luật đó, thì luật đó luôn luôn để phục vụ cho những cái tư bản hoang dã, cho những cái chính khách đó. Và khi họ đưa qua quốc hội, và quốc hội không có được quyền mà sửa đổi nó, mà chỉ được thông qua thôi, thì như vậy cái luật đó phục vụ cho ai? Phục vụ cho những cái tư bản hoang dã đó, chứ không phải phục vụ cho người dân. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Luật sư Nguyễn Văn Đài, với cái quan sát của ông đối với cái tình hình ở trong nước đấy thì ông có thể giải thích một chút, đó là thế thì bây giờ với cái việc đó là những cái đại biểu quốc hội này đó, họ bản thân họ đã được chọn bởi Đảng Cộng sản rồi và người dân thì cũng chỉ là thông qua thôi, và khi mà họ trở thành đại biểu quốc hội rồi thì họ cũng lại không được phép làm luật mà họ cũng chỉ được cái quyền đó là thông qua thôi đó, và cái bên soạn thảo ra cái luật pháp lại lại là những cái bộ ban ngành rồi những cái cơ quan của nhà nước và cơ quan của chính phủ. Thế thì ở Việt Nam với cái tình trạng như vậy đó thì không biết là ông có thể
phân tích sâu thêm một chút, đó là thế thì cái hệ quả nhãn tiền của nó là như thế nào thường? Vâng, chúng ta thấy cái bản chất này này, nếu như là đại biểu quốc hội, nếu như người đó thực sự là đại biểu của dân, thì khi họ trình dự án luật ấy là nó xuất phát từ cái nhu cầu của người dân trong cái việc quản lý ở đó, hay là thực hiện cái quyền quyền dân sự, cái quyền kinh tế của người dân để làm cái luật đó tốt nhất cho người dân. Thế nhưng mà khi mà họ giao cho các bộ ngành ấy thì nó lại không phải xuất phát từ ý chí của người dân hay là của doanh nghiệp, mà nó xuất phát từ cái nhu cầu quản lý của cái cơ quan bộ ngành đó. Đấy, cho nên là hai cái hệ quả nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên ý, thì trong cái hiến pháp Việt Nam ấy, tại điều 84 hiến pháp năm 2013 quy định ấy, là các đại biểu quốc hội chỉ được kiến nghị về dự án luật thôi, chứ họ không được trình dự án luật trong quốc hội. Đấy, cái nó khác nhau thế. Cho nên là nếu như cho nên là quốc hội, đại biểu quốc hội hoàn toàn không có quyền trong việc xây dựng một cái dự án luật rồi sau đó đưa ra để quốc hội thảo luận, mà hoàn toàn ấy ở đây ấy, nó giao cho các bộ, giao cho chính phủ, chứ hiến pháp thì không quy định là các bộ được làm luật, rồi chính phủ lại ủy quyền cho các bộ làm luật. Đấy, thì ở đây nó cái thực hiện là gọi là thao túng chính sách ở chỗ đó. Khi mà các bộ làm luật ấy, thì họ đã luôn luôn cài cắm các cái điều khoản có lợi, thứ nhất có lợi cho việc quản lý của họ, thứ hai ấy, họ tạo những cái khe hở ở trong pháp luật, cho nên là trong quá trình thực thi các văn bản luật ấy, thì các cái cơ quan bộ ngành có liên quan họ lợi dụng vào đó để mà họ thao túng, họ tham nhũng, hay họ hạch sách doanh nghiệp hay người dân. Một cái ví dụ cực kỳ điển hình như này, bộ luật hình sự thì do là bộ công an Việt Nam họ xây dựng, và trong đấy họ đã cài cái điều khoản ấy là gọi là điều khoản bỏ lọt tội phạm, thì họ đáng nhẽ ra quá trình điều tra truy tố xét xử ở bất kỳ giai đoạn nào mà anh bỏ lọt tội phạm thì anh đều bị xử lý. Nhưng bộ công an họ thiết kế ấy, là chỉ ở nó quy định ấy, là nếu như mà cái tội là không truy tố người phạm tội thì mới phạm luật, tức là nó chỉ diễn ra ở cơ quan viện kiểm sát thôi. Nếu như bộ công an ấy không khởi tố thì bộ công an không chịu trách nhiệm. Cho nên với diễn diễn đến cái ngày hôm vừa qua, hôm mùng 7 vừa qua, thì ông Tô Lâm ông đứng trước hội, ông ấy rất là công khai khẳng khái là 100% quan chức bị bắt thì đều nhận tiền hối lộ cả. Nhưng mà tôi đối chiếu ấy, thì chỉ có 5% các vụ án liên quan tham nhũng là các cái quan chức bị khởi tố, điều tra, truy tố về tội nhận hối lộ thôi. Mà trong công nhận khẳng định 100%. Thế thì đáng lẽ ra ông Tô Lâm mới thừa nhận như vậy rồi ấy, thì cơ quan viện kiểm sát có quyền khởi tố Tô Lâm vì tội đã bỏ lọt tội phạm. Nhưng về luật không có, luật nó không quy định là gì, anh không khởi tố tội phạm thì anh sẽ bị chịu tội, mà chỉ anh không truy tố thì anh mới chịu tội, tức là cái tội đó chỉ có do kiểm sát viên hay là các cơ quan kiểm sát. Đấy là họ đã, bộ công an họ đã tìm cách để né tránh cái tội của họ. Họ quyền tha cho bất kỳ người nào họ muốn, không khởi tố thì viện kiểm sát cũng chẳng là gì được họ, và không ai có quyền truy tố các cái điều tra viên hay những người đứng đầu các cơ quan điều tra khi mà họ bỏ lọt tội phạm. Đấy, cho nên là các cái việc nó vậy đan xen cái lợi ích của các ngành vào trong các dự án luật. Nói chung là nếu mà lấy ví dụ ra thì quá nhiều, nhưng mà tôi chỉ lấy một ví dụ vừa mới xảy ra ngay trên diễn đàn quốc hội của tôi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài vừa dùng cái từ đó là lợi ích đúng không ạ, của các cái bộ ngành, của các cái nhóm khác nhau. Thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Quang A có thể nói thêm một chút về cái vấn đề nhóm lợi ích ở Việt Nam và nó được thể hiện trong cái vấn đề làm luật như thế nào được không tiến sĩ? Thực sự tức là gì, là ở đâu cũng thế, các nhóm lợi ích là họ phải tìm mọi cách để ảnh hưởng đến quá trình làm luật, làm sao có lợi cho họ. Ở bên Mỹ cũng thế, ở bên Tây Âu cũng vậy. Cho nên là có cái chuyện là lobby, à, họ nuôi một cái đội quân rất là đông giỏi để vận động hành lang, vận động các đại biểu quốc hội là phải thông qua kiểu luật như này, thậm chí là có những cái đạo luật mà do các cái thế lực ở bên ngoài nó soạn sẵn rồi, nó dúi vào cho các đại biểu quốc hội. Thế thì đấy là một cái chuyện mà rất là phổ biến trên thế giới, và quay vào Việt Nam thì nó cũng thế. Một cái nhóm lợi ích bao trùm to lớn nhất đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà bên trong, bên dưới cái nhóm lợi ích mà mình tưởng tức là nó rất thống nhất đấy, còn có nhiều, rất nhiều các nhóm lợi ích khác nhau. Như anh Đài vừa nói, tức là gì, là bên công an, rồi bên viện kiểm sát, rồi mỗi một bộ đều đại diện cho những cái nhóm lợi ích khác nhau, và ngay cả trong một cái bộ như thế lại cũng có rất là nhiều các cái lợi ích khác nhau. Về cái việc mà là các nhóm lợi ích
thì ở Việt Nam người ta dùng cái từ các nhóm đấy luôn luôn với cái ý nghĩa xấu của nó, mà không hiểu rằng như vậy là bản thân cái gọi là các nhóm đấy là nó không có hàm cái ý xấu. Nhưng mà bởi vì tức là vì những cái việc mà nó vận động, nó lạm dụng, nó tìm cách để làm lợi cho nó thì người ta mới nghĩ rằng tức là nó luôn luôn là mang cái ý nghĩa xấu, và cái hiểu theo ý nghĩa xấu đấy nó cũng chẳng phải là sai. Nhưng mà chỉ có cái tức là gì, là khi mà nói đến rằng bản thân họ là đại diện cho một cái nhóm lợi ích hay là nhiều nhóm lợi ích thì lúc đấy họ dãy nảy lên như là đĩa phải vôi, không, chúng tôi làm gì có chuyện đấy, chúng tôi chỉ vì nhân dân thôi, còn những bọn khác nó mới là các nhóm lợi ích, và các nhóm lợi ích ấy nó cài cắm cái lợi ích của nó vào trong luật. Và nên, thực sự tức là nếu mà chúng ta hiểu kỹ thì như vậy là gì, là tất cả các nơi nó đều như thế cả, nhưng mà chỉ có cái tức là gì, là một đằng là đường đường chính chính nêu rất rõ ra để cho ai cũng nhìn thấy là có các nhóm lợi ích khác nhau, còn một đằng thì không, thì nhóm lợi ích là chỉ có bọn xấu thôi, còn chúng tao là toàn là bọn tốt thôi. Thế vì nó khác nhau ở chỗ như vậy. Dạ vâng, tức là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga vừa chỉ ra một cái điều hết sức là thú vị, đó là chúng ta thấy rằng là ở những cái nước như là Hoa Kỳ thì cái việc mà nhóm lợi ích cố gắng vận động, đúng không ạ, để mà cái một cái điều luật nào đó có lợi cho họ là cái chuyện mà cả xã hội đều thừa nhận, đúng không ạ, tức là đấy là cái chuyện mà bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái chuyện có cái chuyện nhóm lợi ích tham gia vào cái quá trình tác động đến quá trình làm luật hay không thì lại được hết sức là được Đảng Cộng sản là hết sức là chối bỏ cái việc đấy. Thế nhưng mà tiến sĩ Lê Minh Nguyên, cái việc mà nhóm lợi ích tham gia tác động đến luật pháp của Hoa Kỳ đấy thì nó so với Việt Nam thì với cái thể chế chính trị khác biệt như vậy đấy, thì không biết là ông có thể nói một chút rất là nhanh thôi, đó là thế thì nó có giống nhau hay không? Tức là giữa cái việc đó là nhóm lợi ích ở Việt Nam tác động vào quá trình làm việc và với cái việc nhóm lợi ích của Mỹ cũng tác động vào quá trình làm luật như vậy, thì không biết là cái cơ chế, cái thể chế chính trị của hai nước nó khác nhau như vậy thì nó có dẫn đến cái việc đó là nó có những cái hệ quả khác nhau hay không, hay hay là nó cũng giống nhau như như hay là nó cũng giống nhau thôi, hay là như thế nào, thì tiến sĩ có thể cho biết thêm một chút được không ạ? Nó là cái hệ quả tôi nghĩ là nó khác nhau chứ không phải giống nhau, là bởi vì một bên thì có thể nó rất là công khai mà rất là pháp luật. Tôi lấy thí dụ như ai đến thủ đô Hoa Kỳ thì đến cái đường gọi là K Street, cái đường chữ K đó, K Street, thì tất cả những cái công ty lobby nó nằm đầy trên đó hết. Là tôi đã từng vào trong khoảng hai cái công ty lobby đó. Hồi đó là tôi nhớ là Hun Sen đó, là thủ tướng từ lâu rồi, từ thập niên 90 rồi, là thủ tướng của Campuchia đã bỏ tiền ra để mướn những cái công ty ở trên K Street đó, những công ty lobby. Giờ chúng ta vào chúng ta thấy là vào chúng ta tưởng là vào cái thư viện chứ không phải là vào một cái công ty lobby, là bởi vì sách luật của họ chắc chồng 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 chồng, là khi mà họ làm lobby thì họ phải dựa theo luật để họ làm, và tất cả những cái điều họ làm đều phải công khai, là công khai chứ không có phải là giấu giếm. Rồi là những cái chuyện đó nó sẽ được tranh luận một cách công khai ở trên diễn đàn quốc hội. Thành ra do đó mà cái nhóm lợi ích thì họ có quyền lợi và họ phải cần phải lobby để bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng mà tất cả mọi chuyện đều phải công khai hết chứ còn không phải là giấu giếm để mà che đậy cho một cái nhóm lợi ích nào đó. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Dạ, có lẽ cái từ công khai là cái điều khác biệt nhất giữa cái nền chính trị Hoa Kỳ và Việt Nam, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng biết được rằng là Quốc hội Việt Nam đó trong những cái thập niên vừa qua thì cũng đã trải qua những cái đợt thay đổi. Chúng ta thấy rằng là Quốc hội cũng cái thay đổi lớn nhất đó là bây giờ người dân được phép xem cái truyền hình trực tiếp, đúng không ạ? Các cái phiên họp Quốc hội, tức là trước đây thì người dân không biết là trong Quốc hội thì người ta họp, người ta bàn cái gì, nhưng bây giờ thì người dân được biết rồi, đấy là cái thứ nhất.
Cái tiếp theo đó là bây giờ các cái quan chức chính phủ thì cũng phải đến quốc hội để mà tham gia các cái phiên chất vấn, tất cả từ thủ tướng cho đến các cái bộ trưởng thì đều phải đến để mà nghe các cái đại biểu quốc hội, người ta gọi là chất vấn, người ta hỏi câu hỏi rồi phải trả lời đấy. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra đó là với những cái mà chúng ta vừa mới phân tích đấy, tức là Đảng Cộng sản người ta làm mọi cách để mà toàn hầu hết các cái đại biểu quốc hội phải là đảng viên đúng không ạ? Và ngoài ra thì những cái chương trình nghị sự của quốc hội, tức là những cái chính sách, những cái luật thì cũng đều được đảng thông qua rồi xong đó mới đến lượt quốc hội duyệt. Thế thì tại sao người ta cần phải tạo ra các cái chương trình như là truyền hình trực tiếp rồi thì chất vấn làm cái gì nữa? Bởi vì chúng ta thấy được rằng là nó không có mâu thuẫn hay sao, bởi vì một đảng thì đảng làm mọi cách để kiểm soát, nhưng mà đảng khác thì đảng lại lại làm ra vẻ giống như là đang có một cái sự gọi là khác biệt giữa quốc hội và cái nhánh hành pháp, thì không biết là làm như thế để làm cái gì, thì không biết là ba vị có thể tham gia cho ý kiến được không ạ? Không biết là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có thể cho biết ý kiến trước được không ạ? Tôi nghĩ tức là gì, là người ta muốn thuyết phục với người dân rằng đấy các vị đại biểu mà do chính người dân bầu, họ không bảo rằng là đảng chọn người dân mới bầu, đây là hoàn toàn là 100% là do dân bầu, thế mới là dân chủ thực sự. Chứ còn dân chủ ở những nơi khác ấy là không phải là dân chủ thực sự, đây mới là dân chủ thực sự. Người ta muốn dân tin là như vậy, và người ta muốn thế giới cũng tin là như vậy, để cho cái quan hệ giữa Việt Nam với các nước khác nó đỡ hơn, chứ không phải là coi là các ông là chế độ độc tài. Đấy là một cái chính sách rất là nhất quán. Có thể nói rằng cái việc mà tuyên truyền là một chính sách rất nhất quán của Đảng Cộng sản từ thời họ mới bắt đầu cho đến bây giờ. Và cái chính sách tuyên truyền đấy là phải nói rất có hiệu quả, nhưng không phải là không có hiệu quả đâu. Tuy rằng như vậy là gì, là tất cả chúng ta hay là những người ở không phải là Việt Nam nghe đến từ tuyên truyền là người ta phải sởn gai ốc lên rồi, bởi vì cái từ đấy nó kinh khủng lắm. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì cái tuyên truyền là một cái từ rất là bình thường, và toàn bộ cái cuộc diễn đấy và là nó cũng trở thành một cái chuyện bình thường, và người dân nghĩ rằng à, dân chủ đấy, thế mới là dân chủ, chứ không phải là ở cái chỗ mà như vậy là các ông cái nghị sĩ đến cãi nhau ỏm tỏi, không có. Cái dân chủ này mới là dân chủ thật sự của quý vị, mục đích là như vậy. Tức là những cái gì mà họ muốn cho dân thấy, muốn cho dư luận quốc tế thấy là ở đây là có dân chủ hơn ở nơi khác, và cái mục đích đấy họ làm nhiều khi rất là hiệu quả. Và toàn bộ cái cuộc mà tại sao lại có thể gọi là chất vấn, tại sao lại có thể truyền hình trực tiếp về một mặt nào đấy, thì những cái bước thêm như vậy là chất vấn về quốc hội truyền hình trực tiếp, nó là một cái bước tiến bộ nho nhỏ so với cái thời mà người dân tuyệt nhiên là không được biết cái gì cả, bởi vì tất cả những cái chuyện mà quốc hội họp bàn những cái tuyệt mật, cho đến bây giờ thì nó mở ra một chút, nhưng mà cũng vẫn là nằm trong một cái guồng để thuyết phục nhân dân rằng cái này mới là cái tốt này, cái này mới là cái chính đáng này. Và thực sự đấy là một những trong cái thủ thuật gọi là lãnh đạo hay là cai trị của người ta. Và cái thủ thuật đấy là một thủ thuật rất là cao tay, chứ không phải là đừng coi thường họ. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thế thì luật sư Nguyễn Văn Đài, tại tại sao mà Đảng Cộng sản người ta lại phải
tìm mọi cách để mà chứng minh cho người dân thấy rằng là Việt Nam đang có dân chủ, tức là chúng ta biết được rằng là ở Việt Nam thì ai cũng hiểu đảng lãnh đạo rồi, và Đảng Cộng sản cũng làm mọi cách để người dân hiểu được rằng là Việt Nam là không có chuyện đa đảng, Việt Nam là chỉ có một đảng thôi. Thế thì tại sao họ lại cần phải tìm mọi cách để mà giống như là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga vừa nói, đó là làm các cái thủ thuật để chứng minh cho người dân thấy được rằng là à Việt Nam có dân chủ, thì tại sao cái việc đấy nó lại quan trọng đối với Đảng Cộng sản, thưa thưa luật sư? Vâng, thì những cái gì mà nói về cái nghệ thuật diễn của Đảng Cộng sản và tuyên truyền ấy thì tiến sĩ Qua đã trình bày rất là kỹ rồi. Tôi chỉ muốn nói thêm ấy là bởi vì ngày nay ấy thì Quốc hội Việt Nam ấy họ tham gia rất nhiều, như ví dụ Liên minh Nghị viện Thế giới này, hay là cái Liên minh Nghị viện Á Âu này. Rồi thì trong những tất cả các buổi giao lưu giữa Quốc hội Việt Nam với lại Quốc hội các nước ấy, thì họ thường hỏi thăm nhau ấy, là Quốc hội anh làm như nào, có vấn đề chất vấn các quan chức chính phủ hay không. Thì đương nhiên họ phải làm cái đó để thứ nhất ấy là phục vụ cho cái chính sách đối ngoại của họ. Quốc hội của tôi cũng giống quốc hội của ông, cũng là quốc hội của người dân, do người dân bầu lên, cho nên chúng tôi cũng có đầy đủ các cái chức năng giống như vậy. Cái thứ hai á là tí chúng ta nói ấy, rất rõ rồi, nó là phục vụ cho công tác tuyên truyền để Mỹ người dân thôi. Và cái điểm thứ ba ở đây ấy, là họ cũng phải đối phó với cái việc sức ép từ cộng đồng quốc tế là Việt Nam cần phải dân chủ hóa, rồi phải quốc hội phải trở thành một cơ quan độc lập, rồi thứ tư là sức ép từ chính chính người dân nữa. Người dân cũng muốn là gì, bản lý nếu một chế độ độc đảng không dân chủ thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam cố thể hiện ra là ở chế độ độc đảng cũng có dân chủ, cho nên họ phải tiến hành những cái phiên chất vấn như vậy đấy, đại biểu của dân cũng được chất vấn như vậy, thì nó từ sức ép từ quốc tế, rồi từ các chính phủ các nước, rồi vấn đề sức ép từ người dân và các cái tổ chức đối lập đang đòi hỏi dân chủ nữa, thì họ cũng cố gắng thể hiện cái mức độ cao nhất mà họ có thể làm được để mà tuyên truyền thôi. Vâng, cảm ơn luật sư. Thì để chuẩn bị cho cái cuộc hội luận này thì tôi mới tìm hiểu rất là nhanh thôi, đó là về cái số lượng các cái đại biểu mà không phải là đảng viên trong Quốc hội Việt Nam trong những cái kỳ vừa qua đấy, thì tôi mới phát hiện ra một cái điều rất là thú vị, đó là cái số lượng đại biểu không phải đảng viên Đảng Cộng sản ngày càng ít đi. Tức là chúng ta hiện giờ là đang ở khóa 15 đúng không ạ? Thì hiện giờ khóa 15, tức là Quốc hội khóa 15 là đang có 14 đại biểu không phải đảng viên. Trước đó một khóa là khóa 14 thì có đến 21 vị là không phải đảng viên. Nhưng bất ngờ hơn nữa là khóa 13, tức là trước đó nữa, thì số lượng đại biểu không phải là đảng viên lên đến 42 vị. Tức là chúng ta thấy rằng là đang có một cái xu hướng, đó là càng về gần đây thì cái số người không phải là đảng viên có mặt trong Quốc hội càng ít đi. Thì không biết là theo ba vị thì tại sao nó lại có cái xu hướng như thế này? Tại sao mà trước đây Đảng Cộng sản người ta cho phép nhiều người không phải là đảng viên có mặt trong Quốc hội như thế, mà bây giờ người ta có vẻ như càng ngày càng giảm cái con số đấy đi? Thì lý do là như thế nào, và cái hệ quả của nó là ra sao khi mà càng ngày chúng ta thấy rằng là những cái đại biểu không phải là đảng viên càng vắng bóng trong cái hội trường Quốc hội? Thì không biết là trước hết thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, và sau đó mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên, và cuối cùng là luật sư Nguyễn Văn Đài, có thể cho ý kiến được không ạ? Thực sự là cái số lượng này tôi nghĩ là nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ là có một cái sự sụt giảm đáng kể, đúng không, về số đại biểu được cho là ngoài đảng. Nhưng mà ngay từ đầu nếu chúng ta để ý là đảng đã chọn rồi, dân bầu cũng vẫn là những người như thế thôi, nên là thực sự là nó không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Tuy rằng về mặt số lượng là chúng ta có thể thấy rằng có một cái xu hướng sụt giảm. Nếu mà nó có cái xu hướng gia tăng một chút thì tôi cũng không có gì lấy là mừng cả. Là bởi vì có thể, rất có thể mà bản thân tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, là có những người thực sự là đảng viên nhưng mà họ đã ứng cử không là người ngoài đảng, hoặc là có những người tức là gì nữa, thật sự là không phải là đảng viên, ứng cử thật, trúng thật, sau đó rồi được kết nạp vào đảng. Thế thì thực sự tức là gì, là
đời nó phức tạp hơn những con số một chút, nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ tức là gì, chừng nào mà người dân chưa có cái quyền tự do để ứng cử và bầu cử thực sự thì đại biểu quốc các đại biểu quốc hội cũng như là bản thân quốc hội nó là một cái cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, và mọi thứ nó làm nó đều theo sự chỉ đạo của Đảng. Bản thân cái xu hướng mà gọi là nhiều người gọi là được gọi là công đảng viên tham gia, nó có phản ánh một cái xu thế là trong ba bốn cái nhiệm kỳ quốc hội vừa qua là có cái sự sụt giảm về mặt con số, về mặt hình thức. Nhưng mà tôi nghĩ tức là đấy cũng là một cái điều không có gì hay ho cả, nhưng mà nếu mà ta xét thật kỹ thì nó không phản ánh cái gì thực chất ở đây cả. Thì là cái tâm trạng, cái tâm lý của Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng giống như tâm lý Đảng Cộng sản Trung Quốc, là sợ. Họ nắm quyền tuyệt đối nhưng mà họ lại càng ngày họ càng sợ nhiều hơn. Và khi mà họ sợ thì là cái quốc hội, là đảng viên độc lập càng ngày nó càng ít lại và đảng viên cộng sản càng ngày càng nhiều, là bởi vì họ họ sợ mà họ muốn kiểm soát. Tâm trạng của những chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, là họ muốn kiểm soát. Và họ thấy rằng trong cái thế giới nhân loại đang đi vào cái thời đại thông tin và vấn đề truyền thông nó quá dễ dàng và người dân càng ngày càng hiểu biết về thế giới, trong khi chế độ cộng sản là một cái chế độ là nói láo, có tổ chức và che giấu từ trên xuống dưới. Nhưng mà bây giờ với thời đại này thì sự che giấu nó không còn hữu hiệu như trước nữa, thì nó họ sợ. Mà khi nào họ họ sợ thì con chim đó nó làm một tiếng động trên cành thì họ cũng sợ nó, chứ huống chi là Ngọc Trinh. Họ ngay Ngọc Trinh, khi mà có khán giả mộ điệu nhiều thì đó là họ nói là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ở trên không gian mạng thì họ cũng bắt, thì điều đó cho thấy là họ sợ. Thành ra do đó mà với một cái quốc hội mà càng ngày càng ít những cái thành phần độc lập như vậy đó, thì tức là cho thấy là cái bản chất của họ càng ngày càng sợ, và họ càng sợ chừng nào á thì tôi nghĩ là họ càng đi vào con đường cùng chừng nấy vậy, thưa anh. Dạ vâng. Thế còn luật sư Nguyễn Văn Đài thì thế nào thưa ông? Chúng ta thấy rằng là từ nãy giờ các vị đều nói rằng là Đảng Cộng sản là muốn thuyết phục người dân, đó là Quốc hội là một cái cơ quan dân chủ, Quốc hội là một cái cơ quan đại diện cho người dân. Thế thì nghĩa ra ví dụ như là cái con số lượng đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên thì cũng nên duy trì ở một cái mức độ nào đó đúng không? Để mà chứng minh cho cái điều mà đảng nói đằng này cái con số đấy càng ngày càng ít đi thì không phải như vậy là đang đi ngược lại với những cái điều mà đảng muốn tuyên truyền hay sao ạ? Vâng, thì tôi nhìn ở góc cạnh khác. Thứ nhất ý, những cái đảng, những cái đại biểu quốc hội ấy, mà không phải đảng viên ấy, thì họ sẽ có hai loại. Một là những cái đại biểu mà đảng cần đến thì đảng sẽ chọn để nhằm mục đích tuyên truyền cho đảng. Ví dụ như đại biểu Dương Trung Quốc ạ, ông không phải là đảng viên nhưng mà vì cần một con người như vậy ở trong quốc hội thì đảng sẽ chọn người đó. Cái loại thứ hai ấy, là những đại biểu không đảng viên, là họ thuộc từng lớp doanh nhân. Ví dụ những nhiệm kỳ trước đây ấy, thì rất nhiều doanh nhân họ có nhu cầu trở thành đại biểu quốc hội. Họ nghĩ rằng khi mà vào quốc hội ấy, thì công việc làm ăn họ sẽ thuận lợi hơn, và nhờ các mối quan hệ hay là nhờ cái vị thế của đại biểu quốc hội. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Như là trường hợp bà Châu Thị Thu Nga chẳng hạn, bà ta vẫn là đại biểu quốc hội, nhưng mà khi mà dính đến pháp luật ấy, thì họ vẫn rất nhanh chóng thôi, chỉ trong vòng một vài tiếng thôi họ có thể tước đi cái đại biểu quốc hội của họ và họ chuyển sang cho cơ quan điều tra bộ công an để mà điều tra, sau đó truy tố và xét xử. Cho nên ấy, cái ghế đại biểu quốc hội ngày nay nó không còn có giá trị nhiều với các doanh nhân nữa, và họ không bỏ tiền để mua nữa. Như bà Châu Thị Thu Nga bà đã khai ấy, là bà bỏ ra đến 5 triệu đô la để mà mua một cái ghế đại biểu quốc hội. Cho nên ấy, như tôi nói ấy, nó có hai loại, một loại đảng chọn và một loại đảng bán, tức là nó cho phép cơ quan mà được quyền lựa chọn được bán một số ghế đại biểu quốc hội cho một số doanh nhân để họ thu tiền về. Nhưng bây giờ doanh nhân họ không có nhu cầu nữa, cho nên người không không bỏ tiền ra để mua ghế đại biểu quốc hội nữa. Đấy là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Thế thì câu hỏi cuối cùng mà Trường Sơn muốn đặt ra cho cả ba vị đó là rất là nhanh thôi. Thì theo các vị, với cái bản chất của Quốc hội Việt Nam hiện tại thì cái vai trò của cơ quan này đối với cái nền chính trị Việt Nam là như thế nào? Thì không biết là
ba vị có thể đưa ra cái cảm nghĩ của riêng mình được không ạ? Dạ, xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang ạ. Như tôi đã nói, tức là gì, là bản thân Quốc hội Việt Nam bây giờ là một cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thực sự là cái mong muốn người dân phải làm thế nào để thay đổi cái chuyện đó bằng cách là từ từ dần dần nó biến thành cơ quan của dân, chứ không phải là hay là cơ quan của một mình một đảng. Có thể là cơ quan đấy là của nhiều đảng khác nhau, có đại diện của nhiều đảng khác, hay là đại diện của người dân thực. Và đấy là một cái chuyện mà nếu mà xảy ra như thế, để là một cái sự thực sự lúc đó mới có sự chuyển biến gì đó về mặt chính trị. Và cái công cuộc đấy, đấy công cuộc nó còn rất là vất vả và dài, không phải dễ chút nào được. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Không biết là tiến sĩ Lê Minh Nguyên thì sao? Ông có thể đưa ra cái nhận định rất là nhanh của mình, đó là thế thì theo ông cái vai trò thực chất của Quốc hội Việt Nam trong cái bối cảnh chính trị Việt Nam hiện tại là như thế nào ạ? Vâng, tôi nghĩ đó là một cái nơi mà có thể xây dựng được cái diễn biến hòa bình. Thứ nhất là như vừa rồi chúng ta thấy là Việt Nam nâng cấp lên chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, thì cái theo cái nhìn của tôi đó là như ông Tổng thống Biden, Joe Biden nói là Trung Quốc là quả bom nổ chậm, và khi mà Trung Quốc nó tệ thì nó sẽ làm những điều tệ. Mà lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam dựa vào Trung Quốc và họ rất là nghi ngờ là cái chỗ dựa đó sẽ không còn vững chắc nữa, thành ra họ muốn dựa vào Hoa Kỳ, tức là họ họ có plan B, họ có plan A là dựa vào Trung Quốc. Nếu plan A thất bại thì họ đi qua plan B là dựa vào Hoa Kỳ, mà dựa vào Hoa Kỳ thì họ sẽ làm diễn biến hòa bình là chính họ làm, giống như Quy Đức, Trương Quy Sang có viết là ông Trọng đang làm diễn biến hòa bình. Mà nếu mà làm diễn biến hòa bình như vậy thì có lẽ là chính họ làm và họ sẽ dựa vào cái quốc hội, và với những phe phái ở trong đảng thì nó sẽ trở thành những đảng ở trong quốc hội. Và những đảng nếu mà đó có nhiều phe nó biến thành đảng rồi thì dĩ nhiên là cái điều 4 đó là không còn hiệu lực nữa, tức là quốc hội hiện giờ được quyền sửa đổi hiến pháp. Quốc hội sẽ sửa đổi hiến pháp, mà nếu phe thành đảng thì nó sẽ trở thành đa đảng. Và sẽ trở thành đa đảng thì đầu tiên là đa đảng đó là của cộng sản, nhưng mà rồi nó sẽ có những cái đảng khác khi mà có những cuộc bầu cử mà không qua thanh lọc nữa. Đó là theo cái nhìn của tôi là quốc hội nó có thể là một cái nơi tốt để cho cái diễn biến hòa bình. Dạ vâng. Thế còn luật sư Nguyễn Văn Đài thì sao ạ? Nhận định cá nhân của Không. ông thì thế nào ạ? Vâng, thì tôi vẫn đánh giá đấy, tức là quốc hội nó vẫn là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, để họ cai trị xã hội. Cho nên ý, ở trong giai đoạn hiện nay ý, thì họ làm tốt vai trò của quốc hội với Đảng, chứ còn họ chưa làm tốt cái vai trò của quốc hội đối với người dân. Mặc dù 100% các đại biểu quốc hội đều hưởng lương hay là các chi phí để mà họ họp hành cái vận hành cả quốc hội đấy ý, thì đều bằng tiền thuế của người dân, cho nên họ chưa đạt được điều đó. Cho nên chỉ đến khi nào á một cái quốc hội nó phải xuất phát từ một cái thể chế chính trị dân chủ của Đảng, tức là có đại diện cho nhiều đảng phái chính trị, nhiều xu hướng khác nhau của người dân có mặt trong quốc hội giống như các nước tự do khác, thiếu đó quốc hội mới thực sự là quốc hội của dân và phục vụ cho lợi ích của người dân và được lợi ích phục vụ cho đất nước. Còn quốc hội mà lúc nào vẫn trên 50% 60% là đảng viên Đảng Cộng sản ấy, thì chắc chắn nó chỉ phục vụ lợi ích cho Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, chứ nó không phải phục vụ lợi ích cho đất nước và người dân Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ vâng, đến đây thì Trường Sơn xin được phép kết thúc cái chương trình hội luận lần này. Cảm ơn ba vị khách mời một lần nữa đã tham gia cái chương trình hội luận và đã có những cái nhận định hết sức là thú vị.